Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí. Trong chương trình Người Quan Sát ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời các đồng chí tạm rời xa không gian sinh sống truyền thống của con người là trái đất để đến với mặt trăng. Vệ tinh tự nhiên của trái đất này đang là tâm điểm của các nỗ lực khai phá không gian của các nước thời gian gần đây. Vì sao lại làm mặt trăng? Đâu là động lực cho cuộc đua này? Hãy cùng theo dõi phần bình luận của hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng. Và nhà phân tích các vấn đề quốc tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Công Tuấn. Cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia bình luận trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi bước vào nội dung chính, xin mời theo dõi tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi. Trước đây, cuộc đua chinh phục không gian diễn ra chủ yếu giữa hai siêu cường, Liên Xô và Hoa Kỳ. Hai quốc gia này liên tiếp có những thành công đột phá trong lịch sử khai phá vũ trụ của con người, như việc phi hành gia Yuri Gagarin của Liên Xô là người đầu tiên bay vào vũ trụ vào năm 1961, hay Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên đưa người lên mặt trăng vào năm 1969. Trong giai đoạn hiện nay, Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đang có những chương trình chinh phục không gian đầy tham vọng. Các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel cũng có kế hoạch thám hiểm không gian của riêng mình. Sự trỗi dậy của các công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực hàng không vũ trụ cũng khiến cuộc đua trở nên nóng bỏng hơn, với hàng loạt cái tên như SpaceX của tỷ phú Elon Musk, Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos. Mặt trăng, vệ tinh tự nhiên của trái đất, đang là đích đến của nhiều nỗ lực chinh phục không gian thời gian gần đây. Ngày 23 tháng 8, tàu đổ bộ Chandrayaan-3 của Ấn Độ đã hạ cánh thành công xuống cực nam của mặt trăng, biến Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư hạ cánh thành công xuống mặt trăng. Ngày 7 tháng 9 vừa qua, Nhật Bản cũng phóng thành công tên lửa đẩy mang theo tàu đổ bộ thông minh thăm dò mặt trăng SLIM vào không gian. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Công Tuấn, ông có thể cho biết khái quát các sứ mệnh chinh phục không gian trong quá khứ đã diễn ra như thế nào và mang lại hiệu quả ra sao ạ? Trong thế kỷ thứ 20, bắt đầu từ thập niên 1950 và mở đầu là ngày 4 tháng 10 năm 1957, Liên Xô đã phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên mang tên là Sputnik 1 lên quỹ đạo và mở ra kỷ nguyên chinh phục vũ trụ không gian cho loài người. Tiếp theo, trong năm 1957 thì Liên Xô lại phóng tiếp cái Sputnik 2 đưa sinh vật sống, đó là chú chó Laika, vào vũ trụ. Và cái tiếp theo là ngày 12 tháng 4 năm 1961, một sự kiện chấn động trong loài người, đó là phi hành gia đầu tiên mang tên Yuri Gagarin đã bay vào vũ trụ trên con tàu mang tên là Vostok 1. Chuyến bay kéo dài 108 phút kể từ khi xuất phát cho đến khi quay trở lại trái đất an toàn. Và tiếp theo đó là ngày 20 tháng 7 năm 1969, người Mỹ đã thực hiện một bước tiến vĩ đại trong khám phá vũ trụ, đó là đã cho người đặt chân lên mặt trăng theo đúng như ông Armstrong đã phát biểu một câu rất là bất hủ, đó là đây là một bước đi nhỏ của một người nhưng là một bước nhảy vọt của loài người. Tiếp theo đến năm ngày 20 tháng 11 năm 1998, mô đun đầu tiên trong trạm vũ trụ quốc tế, viết tắt là ISS, đã được phóng lên quỹ đạo. Và đây là một dự án có rất nhiều nước tham gia, có giá trị đến 60 tỷ USD do Nga, Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Canada cùng nhau hợp tác đầu tư. Và hiện nay ISS đang duy trì ở cái quỹ đạo với độ cao là 400 km và so với bề mặt trái đất, và là trung tâm nghiên cứu khoa học không gian ngoài trái đất lớn nhất trên thế giới. Và các cái sự kiện cứ tiếp theo diễn biến, ví dụ như là tháng 7 năm 2015, New Horizon của Mỹ đã trở thành phi thuyền đầu tiên bay ngang và gửi về trái đất những hình ảnh rõ nhất về sao Diêm Vương. Và
Tiếp theo là ngày 30 tháng 1 năm 2019, Trung Quốc với cái tàu hàng Nga 4 hạ cánh thành công xuống vùng tối của mặt trăng, đánh dấu bước tiến mới của Trung Quốc trên con đường chinh phục vũ trụ. Và vừa qua, Ấn Độ phóng thành công tàu Chandrayaan 3 hạ cánh mềm xuống mặt trăng. Như vậy là cho đến hiện nay, chúng ta thấy trên thế giới là có 4 nước, 4 cường quốc, đó là Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ đã thực hiện tham vọng chinh phục không gian trên vũ trụ. Đấy. Những chuyến phóng tàu vũ trụ thăm dò không gian của các nước đã đem lại những hiệu quả to lớn cho nhân loại. Cái thứ nhất tức là thăm dò cái sự sống của các hành tinh khác. Và cái điểm thứ hai là mở rộng cái việc nghiên cứu khoa học phục vụ cho loài người trong các cái lĩnh vực khác nhau. Vậy thì vì sao mặt trăng lại trở thành cái đích đến được ưu tiên trong cái nỗ lực chinh phục không gian của các cường quốc, thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân ạ? Tôi thấy là có 3 cái lý do cơ bản. Lý do thứ nhất ấy, đây là cái cuộc tiếp tục nghiên cứu khoa học. Vì hiện nay người ta phát hiện ra các cái vấn đề bụi ở mặt trăng chẳng là có thể nó gây những cái ăn mòn kim loại. Thì bây giờ cũng phải khám phá thế nào. Hay là vấn đề là thám hiểu xem là trong cái vùng tối ở trên mặt trăng ấy, xem có nước đóng băng không, mà nếu có nước ấy, thì đây sẽ là cái mà gợi mở cho nghiên cứu học rất nhiều vấn đề. Cho nên là để cái cuộc đua này tiếp tục cái tham vọng đưa con người lên sinh sống trên sao Hỏa, cũng như là đánh dấu chủ quyền với các thực thể ngoài không gian, trong đó có bao gồm cả mặt trăng nữa. Cái vấn đề thứ hai ấy, chúng ta biết là cái cuộc chạy đua vũ trang bây giờ nó lên tới không gian rất mạnh rồi, cái này chúng ta rất quan tâm. Vì chúng ta biết là hiện nay chưa có cái biện pháp phòng thủ nào tỏ ra là thực sự hữu hiệu trên trái đất trước cái vũ khí siêu thanh. Và vũ khí siêu thanh phát triển rất ghê gớm. Mỹ, Nga, Trung Quốc và một số nước khác cũng đang nhắm vào cái phương tiện này. Và chúng ta thấy là với cái lực hấp dẫn của mặt trăng nó nhỏ hơn của trái đất, cho nên là việc phóng tên lửa sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn so với các vụ phóng từ trái đất. Đấy. Vì thế các nước đang tiếp tục khám phá để làm chủ. Mà ai làm chủ không gian rõ ràng là sẽ có lợi thế về mặt quân sự quốc phòng. Và cái điểm thứ ba ấy, chúng ta thấy là rõ ràng trong các cường quốc này vẫn ấp ủ một cái tham vọng là xác lập chủ quyền quốc gia. Chúng ta biết là sao Hỏa, mặt trăng hay bất cứ hành tinh nào khác là đều không phải là của riêng ai. Và năm 1979 ấy, thì Liên Hợp Quốc đã thông qua cái hiệp ước ngoài vũ trụ. Theo cái hiệp ước này ấy, thì mặt trăng này là di sản chung của nhân loại và không ai có thể tuyên bố chủ quyền đối với mặt trăng. Thế nhưng mà chúng ta thấy 3 nước lớn là Nga, là Mỹ, là Trung Quốc ấy đều không phê chuẩn cái văn kiện quan trọng này. Cho nên chính vì thế chúng ta thấy cái vấn đề là ưu tiên xác lập chủ quyền trên mặt trăng cũng là một trong những mục đích của cuộc chạy đua tiến tới mặt trăng hiện nay. Trong thời gian gần đây thì một loạt các quốc gia đã công bố các chương trình thám hiểm vũ trụ đầy tham vọng. Vậy thì giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân đánh giá như thế nào về các chương trình này ạ? Vâng, theo tôi là chương trình là nó có cả hai mặt. Mặt thứ nhất là vấn đề cạnh tranh, phải cạnh tranh gay gắt. Như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Công Tuấn thế vừa trình bày thì chúng ta thấy hiện nay là Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga là đang tăng tốc để mà chiếm giữ vị trí dẫn đầu trong cái cuộc đua lên mặt trăng này. Đấy. Nhưng bên cạnh đó không phải chỉ có mấy nước, 4 nước nào. Bên cạnh đó chúng ta thấy Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng rất tích cực khẳng định vị thế này. Châu Âu rồi thì bản thân Australia cũng tham gia chương trình này. Và một loạt các cái sứ mệnh khác cũng đang tích cực khởi động ở các nơi. Cho nên là chúng ta thấy là cuộc đua lên mặt trăng là đang nóng lên từng ngày. Thì mặt thứ hai là chúng ta cũng thấy cái sự hợp tác trong cái cuộc đua lên mặt trăng này. Hợp tác thứ nhất thì theo chúng ta thấy là theo cái hiệp ước không gian vũ trụ năm 1967 ấy, thì không gian không phải là mục tiêu chiếm hữu của các quốc gia thông qua yêu sách chủ quyền sử dụng hay là chiếm đóng hoặc là thông qua bất kỳ phương tiện nào khác. Cho nên đây là tức là mặt trăng vẫn là cái lĩnh vực mở, địa bàn mở để cho các nước tiếp tục. Thứ hai chúng ta thấy trong chương trình Artemis ấy, thì NASA là cái cơ quan nghiên cứu vũ trụ của Mỹ ấy, phối hợp với các đối tác quốc tế như là EU, như là Canada hay là như Australia cả. Cho đến nay chúng ta thấy là hơn 10 quốc gia đã tham gia ký kết hiệp định Artemis này và cam kết tuân thủ cái nguyên tắc như là minh bạch, như là tôn trọng hiệp ước
về sử dụng không gian. Thì đấy có thể nói là các nước người ta cũng phải hợp tác với nhau trong cái công cuộc chinh phục không gian này. Và chúng ta thấy là Trung Quốc và Nga thì đang hợp tác chặt chẽ trong dự án xây dựng trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế. Trạm này làm gì? Làm khám phá này, quan sát này, thí nghiệm này và xác minh công nghệ. Và Trung Quốc ấy thì sẵn sàng hợp tác với đối tác quốc tế trong cái dự án này. Đấy, như tinh thần hợp tác là mở rộng như thế. Và về cái cuộc đua này, ngoài cạnh tranh và hợp tác thì chúng ta thấy rõ ràng nó có cái triển vọng rất lớn. Triển vọng đầu tiên là gì? Là việc phát hiện lớn trên cái băng ở trên mặt trăng ấy thì mở ra kỳ vọng là duy trì các hoạt động của con người xung quanh mặt trăng này. Rồi chúng ta thấy là nếu tìm được nước ở trên này thì nước rất quan trọng. Nước thì chúng ta biết là có hai cái nguyên tố và cấu thành nước, đó là hydro, đó là oxy. Bây giờ điện phân ra thì chúng ta có được các hydro, có được oxy để mà làm nguyên liệu phóng tên lửa, và tên lửa sẽ đi tới sao Hỏa và các cái điểm khác trong cái mặt trời để giúp cho từ cái mặt trăng là tiếp tục là tiến lên các cái chinh phục các cái hành tinh khác xung quanh mặt trời. Và các cái hoạt động khai thác cũng như là hoạt động thương mại khác liên quan tới mặt trăng khó có thể khả thi trong thời gian tới, nhưng mà chúng ta biết đâu đấy là có thể là nhờ nghiên cứu khoa học rồi loài người sẽ tìm ra những cái biện pháp là tăng cường cái nhiều cái mặt tiện ích khác nữa xung quanh cái cuộc thám hiểm mặt trăng. Ở đây như chúng ta có thể nói là qua các trạm cố định trên mặt trăng ấy, thì như giáo sư Đinh Công Tuấn có nói là chúng ta có thể quan sát vũ trụ và nghiên cứu lịch sử của hệ mặt trời. Và cách đây ít ngày thôi, chúng ta biết là Ấn Độ đã phóng cái tên lửa để nghiên cứu hệ mặt trời. Mà phóng tên lửa này đi là 4 tháng mới tới được cái vị trí mà từ đó có thể là quay ở trong cái khu vực mà dễ dàng quan sát mặt trời nhất. Vâng ạ, xin được cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý khán giả và các đồng chí, khi mà cuộc đua khai phá mặt trăng đang nóng lên thì cũng là lúc chúng ta được nghe nhiều về kỳ vọng cũng như là những hệ lụy không mong muốn có thể xảy ra từ cuộc đua này. Trước khi bước vào phần tiếp theo của chương trình, xin mời theo dõi tổng hợp sau của chúng tôi. Nền kinh tế vũ trụ đang được nhiều quốc gia chú trọng phát triển. Một trong những dịch vụ mũi nhọn của ngành công nghiệp vũ trụ chính là phóng vệ tinh cỡ nhỏ, vốn phục vụ cho dịch vụ kết nối băng thông rộng và Internet vạn vật. Theo một số nghiên cứu, trên mặt trăng tồn tại nhiều nguồn tài nguyên hữu hiệu với đời sống con người như băng đá và đất hiếm. Tổ chức Space Foundation ước tính nền kinh tế vũ trụ có trị giá 469 tỷ USD vào năm 2021. Ngành kinh tế này được dự báo sẽ đạt giá trị 1.400 tỷ USD vào năm 2030, theo dự báo của ngân hàng Bank of America. Bên cạnh kỳ vọng, cũng có những lo ngại về cuộc đua giành quyền kiểm soát không gian khi nhiều cường quốc trên thế giới đã thành lập lực lượng vũ trụ và có những động thái nghiên cứu, sản xuất các loại vũ khí có khả năng tác chiến trên không gian này. Các hiệp ước về khai phá không gian vũ trụ một cách hòa bình được cho là đã lạc hậu. Mặt khác, cuộc chạy đua vào không gian cũng có thể kéo theo các nguy cơ về chiến tranh thông tin, đánh cắp dữ liệu ngay trên trái đất. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, mặt trăng thì có phải là cái đích đến cuối cùng của con người trong nỗ lực chinh phục không gian không ạ? Vâng, chúng ta đang nói chuyện về vấn đề là các nước đang nỗ lực hướng tới là chinh phục mặt trăng. Nhưng mà theo tôi, mặt trăng không phải đến cuối cùng. Vì sao? Vì chúng ta thấy là cái cực nam mặt trăng ấy mới là được các nhà khoa học quan tâm đặc biệt. Tại sao người ta quan tâm khu vực này? Và chúng ta thấy rằng là ở khu vực này nó chứa rất nhiều nước ở dạng băng lỏng. Và chúng ta thấy băng lỏng thì bị che phủ vĩnh viễn trong bóng tối. Hay là như giáo sư Đinh Công Tuấn vừa nói, cái vùng này gọi là vùng bị trôi khuất, thì vùng tối đấy. Thế thì cái vùng này ấy, nhiệt độ đó là rất là lạnh, tới âm 250 độ C. Mà với cái nhiệt độ âm 250 độ C này thì đó là cái nhiệt độ lý tưởng để duy trì băng đá. Mà băng đá là thì chúng ta thấy là tất cả các phân tử nước mà bay vào khu vực này thì tự nhiên là sẽ bị đóng kết thành băng. Thì cái đó trở thành cái nơi mà dự trữ nước rất là lớn ở trên mặt trăng.
Và nước ở đây nó không chỉ là uống như hàng ngày chúng ta dùng, mà nó còn cần thiết để làm mát cho các thiết bị. Các thiết bị nghiên cứu khoa học bây giờ bay hàng triệu km lên, cần phải có làm mát. Cái nước ở trên mặt trăng nó trở thành cái tiền đề cho các dự án khám phá không gian xa hơn. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Công Tuấn, đã có những cái tiếng nói quan ngại về việc dấy lên căng thẳng xung quanh cái việc khai phá mặt trăng cũng như là tiếp cận cái nguồn tài nguyên tiềm năng của nó. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về những cái nguy cơ này ạ? Bây giờ nói về mặt trăng là bởi vì nó cách mặt đất 400.000 km. Nhưng đây lại là hành tinh gần trái đất nhất. Bởi vậy cho nên trước hết các nước lớn, loài người là nghiên cứu cái hành tinh gần trái đất nhất. Cho đến hiện nay đã 4 quốc gia đã hạ cánh mềm xuống mặt trăng. Đó là Liên Xô, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Và hiện nay cái sứ mệnh nghiên cứu mặt trăng ấy đang đến các cái nước khác, ví dụ như là Nhật Bản, như là Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, như là Israel, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, Luxembourg, Hàn Quốc, Italia. Đấy, cũng đã đạt được một số những cái thành tựu nhất định trong các chuyến bay ngang qua quỹ đạo mặt trăng. Thế và đặc biệt nhất là ngày 13 tháng 10 năm 2020, 8 quốc gia đã ký cái hiệp định gọi là Artemis, như giáo sư Quân vừa mới nói đấy, nhằm sử dụng không gian hòa bình và hợp tác trong việc nghiên cứu về mặt trăng. Cho đến hiện nay là có 28 nước tham gia vào cái hiệp định Artemis. Thế nhưng mà cái hiệp định này ấy lại do Mỹ đứng đầu đấy, và chi phối. Bởi vậy cho nên là những cái quốc gia khác, lớn khác là họ không tham gia. Ví dụ như là trong cái khối phương Tây chẳng hạn như Đức, như Pháp, Ấn Độ cũng đã từ chối tham gia hiệp định này vì cho rằng nguồn tài nguyên trong không gian nằm ngoài giới hạn cho việc sử dụng kinh tế của bất kỳ một quốc gia nào. Cái hiệp ước này đã chỉ rõ một cái vấn đề rất là hay, đó là nguyên tắc không chiếm đoạt đối với những tài nguyên không gian như ví dụ như là quyền khai thác, quyền sở hữu và sử dụng nước trên mặt trăng. Cho đến hiện nay là cần phải có một cái sự thống nhất của các cái nước, đặc biệt là các nước lớn, trong cái việc nghĩa là cùng nhau hợp tác đấy, nghiên cứu khoa học đấy, trên mặt trăng đấy, tránh những cái hiện tượng tức là đem cái tư duy lợi ích quốc gia, đặc biệt là của các nước lớn ở trái đất này lên trên mặt trăng. Đấy là tôi cho đấy là cái nguy cơ lớn nhất mà các nước, đặc biệt là các nước nhỏ vừa, các nước đang phát triển đang rất lo lắng về cái hiện trạng ấy của các nước lớn trong cái việc tranh giành chủ quyền trên mặt trăng. Vâng, rõ ràng là sự phát triển của công nghệ thì cũng đã giúp cho chúng ta loài người từng bước chinh phục như là đáy biển, rồi là Bắc Cực và bây giờ là mặt trăng. Vậy thì thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, liệu thì có cái cơ chế nào để cái điều chỉnh cái hành vi của các bên trong nỗ lực chinh phục không gian vũ trụ hay không ạ? Thế thì chúng ta thấy là tất cả các cái vấn đề chinh phục này có thể nói là không có sẵn một cái cơ chế nào để giải quyết mọi vấn đề. Và trong cái quá trình phát triển ấy thì loài người phải từng bước xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và tạo thành những cái quy tắc ứng xử với nhau, tạo thành những quy chế với nhau. Cái điểm thứ hai chúng ta thấy đó, rõ ràng là cần phải có sự hợp tác quốc tế giữa các quốc gia đấy, để mà xây dựng nên cái cơ chế cho nó phù hợp với sự phát triển này. Và cái điểm thứ ba ấy, là các cái quy chế này ấy, cần phải dựa trên những nguyên tắc chung. Nguyên tắc chung đó là gì? Theo tôi là đó là thứ nhất là không gian là tài sản chung của nhân loại chứ không phải một ai nào có thể độc quyền chiếm đoạt được. Tài sản của nhân loại thì phải là sử dụng chung vì lợi ích của nhân loại. Thứ hai là phải phục vụ vì mục đích hòa bình. Chúng ta nghe nói rất nhiều các vấn đề, ví dụ phát triển nguyên tử vì mục đích hòa bình chứ không phải mục đích chiến tranh, nhưng mà vẫn bị là đâu đó bị lợi dụng vấn chuyện này để mà đạt cái mục tiêu là thống trị nước khác. Cái điểm thứ ba chúng ta thấy là không ai được tuyên bố chủ quyền vì đã là tài sản chung của nhân loại rồi, mà bây giờ anh tuyên bố cái phần này phần kia của nước A nước B, cái tài sản ở trên đó là của nước A nước B thì không được, cái đó sẽ gây cái xung đột ngay. Và
Thứ tư là phải đảm bảo cái phát triển hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng. Đây là cái đích đến của nhân loại. Đấy. Và cái nửa điểm nữa theo tôi là trong cái quá trình phát triển này ấy, thì các nước, dù là nước lớn hay nước nhỏ, dù nước giàu hay nước nghèo, không được làm gián đoạn, làm hư hỏng, phá hủy hay là vô hiệu hóa các phương tiện vật thể lưỡng dụng đang hoạt động trên không gian. Mà hiện nay chúng ta thấy cái cuộc chạy đua vũ trang ấy, là tại sao bãi rác thải đang là những nguy cơ rất lớn cho các cái quốc gia đi sau. Khi mà muốn phát triển nghiên cứu mặt trăng thì sẽ gặp những cái rắc rối với rác thải, và thậm chí là bây giờ người ta còn phát triển những cái vệ tinh để mà tiến công các vệ tinh nước khác ở trên vũ trụ ấy. Thì đây là cái mà tôi nghĩ là trong cái cơ chế mà các nước là phải xây dựng, phải tính đến cái thực tế này để làm sao là không gây ra chiến tranh, không gây ra xung đột trong cái nghiên cứu khoa học này. Vâng, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Công Tuấn, cần phải làm gì để cái cuộc đua chinh phục không gian vũ trụ diễn ra trong hòa bình, thực sự vì mục đích là phục vụ con người? Như là giáo sư Quân cũng đã nói, thì tôi cũng tiếp tục bổ sung thêm. Ví dụ như là phải xác định đây là vấn đề khám phá các hành tinh khác. Bởi vậy cho nên đây là một vấn đề mang tính toàn cầu và tính đa phương. Đấy, đây là vấn đề chung của loài nhân loại. Đấy, chứ không phải chỉ của một vài nước lớn. Bởi vậy cho nên cần phải có cách tư duy và các cái cách đặt vấn đề và giải quyết theo cái quan điểm đa phương và toàn cầu. Đấy, nghĩa là cần phải có sự tham gia của Liên Hợp Quốc, của các cái tổ chức quốc tế, của các cái nước lớn cộng với các cái nước đang phát triển để cùng nhau bàn bác những vấn đề toàn cầu. Đấy là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là phát huy cái tính tập thể của những tổ chức đa phương đang tiếp tục trong cái việc nghiên cứu không gian vũ trụ. Ví dụ như hai cái tổ chức mà tôi thấy rất là tốt, đó là tổ chức thứ nhất là Trạm Vũ trụ Toàn cầu, mà hiện nay là có rất nhiều nước tham gia, ISS. Đấy, cần tiếp tục phát huy cái vai trò của các nước cùng nhau tham gia. Cái điểm thứ hai nữa là cái hiệp định Artemis. Đấy, cái hiệp định này bây giờ có 28 nước tham gia rồi. Theo tôi cần phải điều chỉnh, cải cách, mở rộng các cái cơ chế, các cái tổ chức để cho các cái nước cùng tham gia vào cái tổ chức này. Vì cái hiệp định này ấy là nó nói nghĩa là nghiên cứu khoa học một cách hòa bình. Đấy, rất là hòa bình, không cạnh tranh. Đấy, thì những điểm đó cần phải phát huy và mời những cái nước khác cùng tham gia. Có nghĩa là phải có cải tổ, cải cách cái tổ chức này. Đấy là hai cái tổ chức tôi cho rất tốt, nó mang tính toàn cầu của các nước cùng nhau tham gia. Đấy, một cái điểm thứ ba nữa là bây giờ vấn đề nghiên cứu không gian, ví dụ như mặt trăng, ví dụ như các cái hành tinh khác, đây là vấn đề không còn xa vời nữa rồi, mà thiết thực trước mắt. Bởi vậy cho nên là cần phải xây dựng những cái bộ luật đấy, trong việc nghĩa là nghiên cứu cũng như là các cái cơ chế làm sao để có tính chất là bình đẳng, các nước cùng tham gia giải quyết một cách hòa bình. Và như giáo sư Quân nói, có nghĩa là không phải chủ quyền, không phải là tranh giành rằng là tôi đến trước có nghĩa là tôi xí phần chủ quyền của anh ở đấy. Đấy, mà có nghĩa là đây là bước tiến của cả nhân loại, công việc chung của cả nhân loại và cùng nhau làm. Vâng ạ, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia bình luận trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý khán giả và các đồng chí, khi mà tuyên bố về cú hạ cánh thành công của tàu đổ bộ Chandrayaan 3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có một tuyên bố đầy cảm hứng như thế này: xin gửi đến tất cả người dân của mọi quốc gia và khu vực, thành công của sứ mệnh mặt trăng này không phải chỉ của riêng Ấn Độ mà thuộc về toàn nhân loại. Những người làm chương trình chúng tôi thực sự hy vọng chương trình chinh phục không gian của các nước trên thế giới sẽ được tiến hành với tinh thần này. Chương trình Người Quan Sát tuần này xin được dừng lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.